Vậy là sau 3 tiếng di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại em và Diệu đang có mặt tại Bến Tre. Và vị trí mà anh Diệu và Nhật An đang đứng đây chính là khoảng sân vườn của gia đình anh Phúc. Tuy nhiên thì sân vườn này vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đúng rồi, theo gia chủ chia sẻ thì bởi vì công trình chúng ta mới hoàn thiện xong cái phần nhà chính thôi, cho nên sắp tới thì gia chủ mới đầu tư về cái khoảng sân vườn ở phía trước nha quý vị. Và đây thì đây chính là công trình nhà chính của nhà của anh Phúc. Và như quý vị có thể thấy là đây sẽ là một công trình nhà vườn một tầng với thiết kế phần mái bên trên sẽ là mái Nhật nhé. Thật sự thì trước khi mà xem qua bản vẽ công trình luôn á, thì khi mà anh nghe nói là một công trình được xây dựng ở Bến Tre thì anh cũng nghĩ trong đầu sẽ có thể là một công trình nhà vườn. Bởi vì rõ ràng nếu mà chúng ta có một cái khoảng đất rộng như thế này và bao xung quanh là rất là nhiều những cái cây dừa chẳng hạn, một cái mảng xanh, thì chắc chắn là xây dựng nhà vườn là lý tưởng nhất, đúng không Diệu? Và khi mà nhìn vào công trình này thì em cảm thấy là một thiết kế rất là đặc biệt. Và nếu như mà chúng ta xem qua những hình ảnh bay flycam thì còn cảm thấy là nó đặc biệt hơn nữa so với những công trình lân cận. Một thiết kế nhà vườn và em thấy là có sự kết hợp với lại hệ mái Nhật ở bên trên. Tuy nhiên thì tạo hình ở cái phần mái sảnh cũng rất là độc đáo. Bên cạnh đó thì cái phần mà gọi là chân đế của công trình thì rất là cao, cho nên khi mà nhìn vào chúng ta có một cái cảm giác rất là vững chắc luôn. Đúng rồi, và ở ngay mặt tiền của công trình thì quý vị có thể thấy là thiết kế còn hai bên sẽ có hai cái phần lan can. Nhưng mà ở đây là nó cũng khá là lạ, đúng không? Tức là nhiều người sẽ nói là ủa, tại sao nhà vườn mà thiết kế can để làm cái gì? Nhưng mà anh nghĩ là đây là cái điểm nhấn, bởi vì có thể là nó sẽ tạo nên một cái nét rất là duyên dáng và thể hiện rõ cái đặc trưng tân cổ điển công trình hơn ha. Quý vị thấy là con tiện ở đây thì chúng ta cũng sẽ làm con tiện bằng bê tông luôn để nó hợp với cái tổng thể chung của công trình. Còn bàn về kích thước của công trình đi thì em cũng xin chia sẻ quý vị luôn ha. Đó chính là công trình này sẽ có chiều dài là 19m, chiều rộng là 15,07m và tổng tích sử dụng cả công trình tầm khoảng 170m2. Còn về chiều cao nha thì từ cách không không lên đến đỉnh mái sẽ là 8m, ở tầng 1 thì cao 4,2m và chiều cao của mái là 3,8m, đều là những con số rất là ấn tượng luôn. Và với một cái chiều cao được tính toán hợp lý thì chúng ta có thể yên tâm về tính thẩm mỹ nè, cũng như là cái việc mà bố trí nội thất ở bên trong thì cũng sẽ rất là dễ dàng. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ di chuyển lên phía này đi. Thì đây sẽ là khu vực sảnh chính công trình nè. Quý vị thấy là ở phía trước thì chúng tôi sẽ thiết kế là tam cốc có 5 bậc ha, tượng trưng cho ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ. Và chúng tôi sẽ ốp ở đây, đó chính là đá granite kim sa có tông màu ghi. Và cái điểm đặc biệt công trình này là như lúc nãy là em có chia sẻ là quý vị có thể thấy Diệu ơi, đứng ở đây nè. Diệu có cảm giác là nó giống như là những cái lâu đài lúc trước không? Những cái kiểu thiết kế như thế này rất là đặc trưng của tân cổ điển luôn ha. Em hoàn toàn đồng ý luôn, và khi mà chúng ta đứng ở đây có được một cái cảm giác hoài cổ nè, thơ mộng nè, và hoàn toàn có thể đặt vào một bộ bàn ghế nho nhỏ phục vụ cho nhu cầu chúng ta vui chơi giải trí, và cũng là một nơi rất là lý tưởng để cho trẻ nhỏ vui chơi. Bởi vì ở đây thì đã có một cái phần lan can rất là chắc chắn rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ yên tâm. Đúng rồi, và đúng như cái suy nghĩ của Diệu thì gia chủ cũng đặt bộ bàn ghế nhưng không phải đặt ở trên mà sẽ được đặt ở ngay bên dưới phần sảnh sân rồi ha. Và quả thật khi đứng ở đây, ví dụ là Diệu nhìn ra phía sau đi thì thể hiện được rõ ràng cái thiết kế của mắt hôn tỉ mỉ từng chi tiết ha. Đây là một cái ô cửa và quý vị thấy là ở bên trên cũng có thiết kế là cái kiến trúc vòm luôn. Rõ ràng là một công trình tân cổ điển mà có nhiều những cái đường cong như thế này thì nó càng tăng lên cái độ duyên dáng ha. Và cái độ duyên dáng đó thì em thấy nó còn được thể hiện qua những cái đường phào chỉ như thế này nữa. Phải nói là một trong những đặc trưng của các công trình mang phong cách kiến trúc tân cổ điển luôn. Và đó là tổng quan bên ngoài của công trình nhà anh Phúc. Bây giờ hãy cùng theo chân và Diệu tiến bên trong để xem cách phân chia không gian của ngôi nhà này nhé. Bước vào bên trong thì chúng ta sẽ đến được đầu tiên là khu vực phòng khách. Và căn phòng này có diện tích rất là rộng luôn, 45m2. Phải nói là một cái diện tích một trong những cái căn phòng khách mà dành cái diện tích nó lớn nhất luôn ha quý vị. Và ở đây thì hiện tại thì gia chủ cũng mới vừa nhận nhà thôi, cho nên là vẫn chưa có đặt nhiều về nội thất. Thì hiện tại thì chỉ đặt ở đây là một cái bộ bàn ghế của gia đình lúc trước ha, với chất liệu là gỗ gõ đỏ nè. Và hiện tại bên này thì anh thấy con rất là trống luôn nè Diệu. Và phía bên này thì sẽ là một cái kệ tivi cũng khá là hoành tráng. Em thấy là thực sự với diện tích như thế này chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn về việc là bố trí nội thất. Có thể là lựa chọn một bộ bàn ghế to hơn, rồi ở đây là cũng có thể là trang trí nhiều. Chẳng hạn như ở đây thì cũng chúng ta thấy là cũng có một cái hệ tủ kệ đặt tivi rất là đẹp rồi.
Và có một cái điểm cộng cho cái không gian này đó là gì? Đó là cái thiết kế ngay đây. Đây thật sự là một cái thiết kế mà khi An vừa bước vào là An thích ngay, bởi vì nó sẽ tạo nên một cái khoảng kết nối với cái khu vực cạnh bên, đó chính là cái không gian bếp này nha quý vị. Nhưng mà chúng ta vẫn cảm giác là nó phân chia được cả hai khu vực, nhưng mà nó vẫn tạo nên một cái khoảng rất là thoáng ở đây nè. Và những cái cơn gió từ cái phía kia, cửa bên kia thì nó sẽ thổi qua ở ngay khu vực này luôn, cho nên là ngồi ở đây chúng ta vẫn cảm giác rất là thoáng. Thì đây là một cái thiết kế mà An thích của công trình này. Em nghĩ đây là một cái sự tính toán của các kiến sư kết hợp cùng với gia chủ. Và nếu mà có thể thì thậm chí ở đây là chúng ta cũng có thể thiết kế một cái hình vòng cung luôn, để cho nó ăn nhập với lại hệ thống cửa ở công trình này. Đúng rồi, đó cũng là một cái ý tưởng ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến qua phía bên này. Thì đây sẽ là khu vực cung kính nhất của công trình, đó chính là không gian phòng thờ với diện tích là 15m². Và ở khu vực phòng thờ này thì phải nói là không gian cũng rất là sáng và thoáng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy là có đến những cái vị trí ô cửa sổ ngay vị trí này và cả bên kia nữa. Với lại là một phần nào đó thì khu vực phòng thờ cũng có thể đón nhận ánh sáng từ cửa chính của chúng ta. Phải nói là với cái lối cửa này thì đây là một cái thiết kế cửa mà An rất là thích nè quý vị. Đó chính là đầu tiên ta có thể thấy là cửa nhôm hệ kính rồi. Và cái màu sắc để lựa chọn ở đây sẽ là cái tông màu trắng. Với cửa nhôm hệ kính thì thường ta thấy những cái nhà hiện đại đó dịu thì người ta ưu tiên là gam màu ghi, đúng không? Có một số nhà thì màu đen luôn. Nhưng mà với gam màu trắng như thế này mà đặt trên cái nền trắng của một nhà tân cổ điển nữa thì phải nói là rất là phù hợp. Và nếu như mà quý vị vẫn đang băn khoăn là không biết lựa chọn màu sắc nào thì hoàn toàn có thể tham khảo màu trắng. Bởi vì đây là một trong những màu sắc được đánh giá là trường tồn với thời gian luôn. Chúng ta có thể yên tâm sử dụng trong thời gian dài mà không có lo tình trạng là lỗi thời, đúng không anh? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những không gian tiếp theo nhé. Tiến về vị trí này thì ở đây sẽ là phòng ngủ. Và căn phòng này thì sẽ có diện tích là 16,5m². Phải nói là một cái diện tích cũng đã đủ rộng rãi để bố trí về công năng rồi. Và quả thật là bước vào công trình này thì rõ ràng phải thấy là nội thất rất rất là đặc trưng của miền Tây luôn, đúng không Diệu? Nhìn chiếc giường này là thấy rất là quen thuộc luôn nè. Quý vị có thể thấy là chiếc giường sẽ được thiết kế ở bên trên có một cái khung luôn để mà chúng ta sẽ lắp màn, đúng không nào? Một cái thiết kế rất rất là đáng yêu của miền Tây luôn ha. Và căn phòng này thì chúng tôi sẽ lấy ánh sáng là nhờ vào hai cái ô cửa sổ hai bên, và cửa sổ này thì đặt ngay vị trí bàn trang điểm nữa. Thì đây cũng là một cái thiết kế rất là hợp lý nè, để chúng ta có thể lấy được ánh sáng tự nhiên. Em thấy là với một căn phòng ngủ thì một trong những cái tiêu chí mà chúng ta không bao giờ bỏ qua đó chính là phải hạn chế cái tình trạng tối tăm bít kín. Thì như anh An chia sẻ là với thiết kế hai ô cửa sổ rất là to như vậy thì chúng ta có thể yên tâm về vấn đề đó. Tiếp theo nữa thì cái vị trí đặt giường ngủ có thể là tránh được hai cái ô cửa sổ như vậy thì cũng gọi là đạt chuẩn rồi đó. Khi mà chúng ta nằm thì chúng ta cũng sẽ dễ chịu và thoải mái hơn. Còn bây giờ thì tiến ra bên ngoài đi, thì đây sẽ là một cái khu vực chắc chắn là rất là cần thiết cho mọi căn nhà luôn quý vị, đó chính là khu vực nhà vệ sinh ha. Ở đây chúng tôi sẽ bố trí rất là đầy đủ tất cả các tiện nghi, sẽ có là lavabo nè, toilet và khu vực tắm đứng ở bên kia. Còn phần tường hai bên thì chúng tôi sẽ ốp gạch cao đến kịch trần luôn. Phải nói là khu vực nhà vệ sinh này thì được rất là đầu tư, bởi vì chúng ta thấy là những thiết bị thì đều là những thiết bị hiện đại ha. Tiếp theo đó là cái việc mà lựa chọn gạch ốp lát thì cũng rất là tính toán. Cái phần cho sàn thì sẽ là chống trơn, có một cái gam màu khác. Còn phần tường thì cũng sẽ được ốp gạch lên đến trên cao luôn. Còn ngay phía sau của em và Diệu thì đây sẽ là một phòng ngủ nữa quý vị. Có diện tích là 15m², tuy nhiên hiện tại đang có thành viên gia đình sử dụng cho nên em và Diệu không tiện để ghé vào. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến qua phòng ngủ này đi. Wow, vậy là chúng ta có thể dùng từ là một cái cụm phòng ngủ luôn. Tức là gia đình sẽ bố trí rất là nhiều những phòng ngủ ở những khu vực gần với nhau như thế này. Có thể là các thành viên buổi tối khi mà về phòng của mình thì cũng dễ giao tiếp với nhau hơn, đúng không nè? Phòng ngủ này thì sẽ có diện tích rộng hơn một chút xíu. Phòng này sẽ có diện tích là 17m². Và khi mà bước vào một cái không gian như vậy thì em cảm thấy điều đầu tiên là rất là sáng và thoáng luôn. Đây, kể cả khi mà đóng kín cửa như thế này thì không gian vẫn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, cho nên là mang đến một cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái. Phải nói là đó là ưu điểm của cửa nhôm hệ sinh pha, đúng không nào? Tức là nó sẽ luôn có những cái lớp kính cho nên là nó trong suốt mà quý vị, cho nên là sẽ luôn luôn đón được những cái luồng ánh sáng tự nhiên vào bên trong nhà của mình. Và cái khu vực này thì sẽ mở ra cái phía sau của công trình, quý vị thấy là cũng có những cái mảng xanh, cây dừa rất là nhiều, bến tre xứ dừa mà, cho nên là cái view ở căn phòng này thì cũng rất là đẹp luôn ha. Từ nãy giờ thì ta đã khám phá phòng khách rồi, phòng thờ, phòng ngủ rồi. Bây giờ chắc chắn sẽ còn một khu vực phải đến, đó chính là phòng bếp. Và
đi vào khu vực bếp ăn thì không gian tích hợp này có diện tích là 22m2. Phải nói là với căn nhà của anh Phúc thì có một cái ưu điểm, đó chính là diện tích so với công trình nhà vườn là khá là lớn, đến 170m2 lận. Cho nên là tất cả những cái khu vực công năng bố trí thì đều rộng rãi và thoải mái hết. Với không gian bếp ở đây hơn 20m2 thì quý vị thấy là nó cũng đủ rộng để mà chúng ta bố trí công năng rồi ha. Đầu tiên ở đây thì chúng ta sẽ đặt là có một cái kệ tủ bếp hình chữ L nè, và còn dư một cái khoảng trống rất là nhiều ở đây, cho nên là gia chủ bố trí luôn là nguyên một cái bàn đảo rất là hoành tráng. Phải nói là một cái thiết kế khu vực bếp rất là tiện nghi luôn. Và khi mà chúng ta có việc phải nấu nướng, đặc biệt là vào những cái dịp lễ Tết nữa, thì sẽ đảm bảo là cái thao tác, cái công việc bếp núc sẽ đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Em thì em rất là thích, và nói là thích hết những cái thiết kế ở đây. Bởi vì hệ tủ bếp hình chữ L thì nó tận dụng tối đa không gian, mở ra cho chúng ta một cái diện tích gọi là thao tác nấu nướng cũng như là lưu trữ thoải mái. Còn một cái bàn đảo thì chắc chắn rồi sẽ góp phần là tôn lên cái đẳng cấp không gian sinh sống của chúng ta. Đúng rồi, và bởi vì căn bếp nó đã rộng rãi cho nên đặt bàn đảo vào thì quý vị thấy nó hợp lý ngay, chứ không phải là chúng ta cố đặt vào cái không gian nó quá bé ha. Và ngay cái vị trí mà để mà chúng ta rửa chén, rửa rau hay như thế nào đó thì sẽ có một cái ô cửa sổ ở đây cũng khá to luôn, cho nên là sẽ lấy được gió và ánh sáng ha. Và nhắc về gió và ánh sáng thì cũng không thể bỏ qua, đó chính là cái vị trí ngay đây nè quý vị. Rõ ràng thì với những công trình của Mark Home thì không thể nào thiếu đi những cái lối cửa như thế này. Phải nói là đứng ở đây rất là mát luôn, kể cả khi là thời điểm bây giờ là trưa nắng rồi nhưng mà vẫn cảm nhận được rất là rõ ràng ánh sáng nè, nắng nè, gió nè. Và khi mà chúng ta có ngồi ở đây chúng ta ăn uống thì em nghĩ rằng á sẽ là một cái không gian rất là lý tưởng. Đúng rồi, và rõ ràng là phía bên ngoài là có những cây xanh nữa, cho nên là cái không khí đây là một lần nữa ưu điểm của nhà vườn. Nói trước người ta nói là ủa hình như là mình yêu thích nhà vườn hơn chăng, nhưng mà thật sự An thấy là nếu mà các bạn có một cái diện tích đất đủ rộng thì thật sự là nhà vườn nó lý tưởng á, thật sự luôn, tại vì đi ở đâu nó cũng mát mẻ hết nha quý vị. Còn ngay khu vực này thì đây sẽ có lối cửa này sẽ mở ra một không gian cá nhân, một không gian phòng ngủ bên trong có diện tích là 15m2. Tuy nhiên hiện tại như quý vị nhìn vào sẽ thấy là bên trong chúng tôi đang để trống thôi, phòng ngủ này thì vẫn chưa có bố trí nội thất ha. Và chưa dừng lại đó đâu, căn bếp này thì lại sẽ còn có một cái lối nữa mà em và chị phải dắt quý vị đến ngay, đó chính là cái khu vực bên này. Rõ ràng là với một công trình thì thông thường với của Mark Home sẽ có đến 3 lối cửa đúng không chị? Phải nói là với những công trình mà nhiều lối tiếp cận như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là cái việc di chuyển dễ dàng hơn rất là nhiều và tạo nên được một cái sự kết nối cực kỳ tốt giữa bên trong với lại thiên nhiên bên ngoài. Và trước khi mà chúng ta đến với cái lối cửa đó thì quý vị sẽ đi qua hai cái khu vực ở đây. Một bên thì chúng tôi sẽ bố trí ở đây sẽ là khu vực tắm nha quý vị. Còn ở phía sau này sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Và em thấy cái việc mà đặt nhà tắm, nhà vệ sinh như thế này thì rất là thích hợp, bởi vì đây là cái khu vực cuối cùng có phần riêng biệt và nó cũng rất là gần với cửa hậu nữa, cho nên là cái việc mà đón nhận không khí để giúp cho khu vực này không có bị ám mùi hôi là một cái điều mà chúng ta cũng có thể tham khảo cho công trình của mình. Vậy là Nhật An và anh Diệu dẫn quý vị chúng ta đến thăm công trình của nhà anh Phúc Bến Tre, một công trình nhà vườn với một cái thiết kế phải nói là bên trong rất là thông thoáng luôn đúng không nè. Và nếu như mà quý vị cảm thấy là yêu thích công trình ngày hôm nay nói riêng cũng như là những thiết kế từ trước đến nay của Mark Home, đồng thời là có nhu cầu thiết kế và thi công thì có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Quý vị có thể gọi đến cái số hotline 0964458888 hoặc là 0828133333 sẽ luôn có đội ngũ túc trực sẵn sàng tư vấn cho quý vị. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Nhật An và anh Diệu xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.